Kính thưa quý vị, Tết Trung Thu truyền thống dành cho thiếu nhi tại Greenville, South Carolina đã diễn ra vào chiều Chủ nhật 30 tháng 9, tức rằm tháng 8 âm lịch tại hai nơi, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Chúa Tình Thương, Giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi Greenville và Chùa Phật Giáo Linh Quang. SBTN South Carolina đã đến hai nơi để vừa được tham dự với các cháu thiếu nhi, vừa cổ động việc ghi danh bầu cử vào những ngày chót. Tại Cộng đoàn Công giáo, ngay sau thánh lễ buổi trưa, các cháu thiếu nhi được mời vào phòng ăn để dự cơm trưa và bánh trung thu. Trong khi đó, tại cuối nhà thờ, rất nhiều tín hữu đồng hương đã đến bàn cổ động bầu cử để điền phiếu ghi danh tại chỗ hoặc đem về nhà, do các thầy cô giáo lớp Việt ngữ và anh em SBTN South Carolina hướng dẫn. Được biết tại nơi đây, vào Chủ nhật trước 23 tháng 9, đông đảo tín hữu đồng hương đã sốt sắng lập phiếu ghi danh. Bên trong hội trường, sau bữa cơm trưa và bánh trung thu, các cháu thiếu nhi được các huynh trưởng và các thầy cô giáo lớp Việt ngữ hướng dẫn nhận đèn trung thu và tham dự các trò chơi rất đa dạng, làm các cháu thiếu nhi vô cùng vui tươi, thích thú. Tại chùa Linh Quang, gần 200 đồng hương tại nhiều nơi trong tiểu bang đã dẫn các cháu thiếu nhi về chùa để dự Tết Trung Thu truyền thống. Mở đầu là phần khai kinh, cầu nguyện. Sau phần sinh hoạt Phật sự, vị hội trưởng cũng nhắc nhở đồng hương Phật tử việc ghi danh để nhận thẻ cử tri. Riêng vị hội trưởng danh dự, bác sĩ Nguyễn Ngọc Diệp, cho biết sự cần thiết của người Mỹ gốc Việt phải đi bầu như sau. Đi bầu là một cái quyền của chúng ta và cũng đồng thời cũng là một cái bổn phận trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta đã tới di dân tới Mỹ, trở thành quốc tịch Mỹ. Chúng ta cần phải thực thi cái quyền lợi của chúng ta, bầu lên những người xứng đáng để đại diện chúng ta, dù là tổng thống, phó tổng thống hay các dân biểu nghị sĩ trong lưỡng viện Hoa Kỳ. Những người xứng đáng có thể nói lên tiếng nói của chúng ta, bênh vực quyền lợi của chúng ta không những ở tại Mỹ quốc này, mà còn dân quyền và hơn nữa, các quyền lợi của người Việt hiện giờ đang sống tại nước Việt Nam. Chúng ta cần phải như vậy và tôi hô hào tất cả quý vị nên đi lần bầu. Xin cảm ơn quý vị. Được. Xin cảm ơn bác sĩ. Đến 6 giờ chiều cùng ngày, các cháu thiếu nhi đã về chùa đông đủ. Phần vui chơi Tết Trung Thu của các cháu được bắt đầu với màn múa lân rộn rã tiếng trống. Kế tiếp, các cháu được ăn bánh trái, nhất là bánh Trung Thu, được phát lồng đèn, được chơi bong bóng. Có lẽ không có lễ hội nào tại South Carolina làm các cháu thiếu nhi cùng phụ huynh để vui tươi thích thú như Tết Trung Thu. SBTN South Carolina xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và trân trọng kính chào quý vị.